Những tiến bộ về công nghệ robot trên thực tế đã thay đổi cuộc sống của chúng ta theo nhiều cách khác nhau, thậm chí bản thân mỗi người cũng không thể nhận ra điều đó. Các hệ thống robot tự động ngày nay đã gia tăng đáng kể công suất và mức độ hiệu quả đối với vô số ngành công nghiệp khác nhau. Chưa dừng lại ở đó, những nhà khoa học đang muốn thu nhỏ robot đến mức có thể chui vào bên trong cơ thể người, di chuyển khắp nơi và phát hiện ra những bất thường một cách sớm nhất. Trong nghiên cứu gần đây được đăng tải trên tạp chí Nature, một nhóm các chuyên gia đã cho ra đời loại robot đầu tiên sử dụng chất bán dẫn để có thể được điều khiển từ bên ngoài nhờ sung laser. Robot này có kích thước khoảng 5 micron chiều dày, rộng 40 micron và dài cỡ 40 đến 70 micron. Các nhà nghiên cứu vừa chế tạo thành công một con robot siêu nhỏ với khả năng di chuyển nhờ 4 chân tích hợp điều khiển thông qua tia laser. Nhóm các chuyên gia cho biết loại robot này có thể được sản xuất hàng loạt và trong tương lai gần, chúng sẽ được cấy vào bên trong cơ thể con người để điều trị hoặc chẩn đoán bệnh. Hiện tại, nó đang trong quá trình được kiểm tra và thử nghiệm một vài chức năng quan trọng, chẳng hạn như hệ thống phân phối thuốc sau khi được đưa vào cơ thể. Được biết, robot có kích thước khoảng 5 micron chiều dày, rộng 40 micron và dài cỡ 40 đến 70 micron. Mỗi micron bằng 1/1 triệu mét. Cấu tạo của hệ thống này cũng khá đơn giản, bao gồm bộ não, được làm từ silicon quang điện và 4 bộ truyền động chịu trách nhiệm giúp robot di chuyển. Ở thời điểm này, robot vẫn chưa thể làm được gì nhiều nhưng tham vọng của các nhà khoa học là trong tương lai, chúng sẽ được dùng để phân phối thuốc theo chu kỳ bên trong cơ thể người hoặc đưa ra chẩn đoán bệnh ngay từ giai đoạn đầu. Có lẽ cần phải trải qua rất nhiều những thử nghiệm nữa thì mới tới ngày chúng có cơ hội được đưa vào bên trong cơ thể người. Nếu điều đó xảy ra, những con robot nhỏ bé nói trên được cho là sẽ có thể làm được những điều mà ngay cả những bác sĩ được đào tạo bài bản cũng không thể. Những tiến bộ về công nghệ robot trên thực tế đã thay đổi cuộc sống của chúng ta theo nhiều cách khác nhau, thậm chí bản thân mỗi người cũng không thể nhận ra điều đó. Các hệ thống robot tự động ngày nay đã